cứu người bất thành, hai nam sinh cùng chết đuối ngay trước ngày thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Tối ngày 23 tháng 6, ông Lưu Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Tường, huyện Thanh Trương, Nghệ An cho biết, thi thể em Nguyễn Gia Tiến sinh năm 2001, đã được tìm thấy, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm em Nguyễn Thế Hoàng, sinh năm 2008, và Nguyễn Quang Thông sinh năm 2001. Cả ba nam sinh này đều được xác định đuối nước khi tắm trên sông Lam. Đoạn qua xã Thanh Tường vào chiều tối ngày 23 tháng 6. Chiều 23 tháng 6, ba nam sinh trên cùng nhiều người dân ra sông Lam tắm mát. Đến khoảng 18 giờ 30 phút, phần lớn người tắm sông đã về, nhưng ba nam sinh vẫn tắm ở giữa sông và bơi ra khá xa bờ. Phát hiện ba em bị đuối nước, một nhóm người dân trên bờ lao xuống cứu nhưng do nước lớn, trời tối nên không cứu kịp. Theo một số nhân chứng, trong quá trình bơi ra xa, Nguyên Thế Hoàng bị đuối nước. Thấy thế, Nguyễn Gia Tiến và Nguyễn Quang Thông bơi lại cứu nhưng cùng bị chìm. Em Nguyễn Gia Tiến vừa học xong lớp 12 trường Trung học Phổ thông Nguyễn Cảnh Trân, em Nguyễn Quang Thông vừa học xong lớp 12 trường Trung học Phổ thông Thanh Chương 1. Theo kế hoạch, hôm nay 24 tháng 6, các em sẽ chính thức bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, còn Nguyễn Thế Hoàng vừa tốt nghiệp tiểu học, năm nay chuẩn bị lên cấp 2. Thật không may các em đều gặp nạn thương tâm chính quyền địa phương đại diện các nhà trường và lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hai nam sinh mất tích đồng thời động viên hỗ trợ gia đình em nguyễn gia tiến làm lễ mai táng cho nam sinh xấu số, số này hoàng lam nguyễn duy nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất